em xin chào cả nhà nha đây hôm nay em sẽ lên cho cả nhà và em sẽ giải đáp một số thắc mắc về anh chị mình hay thắc mắc về cái cây 40 mươi chung quận hai nó sẽ đổi màu như thế nào thì tí nữa em sẽ lên để cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha à, đầu video em có cái cây hát lai tướng thế này cả nhà cây này rất là đẹp luôn cây này thì hướng hai lá nhưng mà cái thân sau nó bị khô rồi cả nhà thân sau là nó sẽ bị khô nè thân đầu thì nó sẽ như vậy là cả nhà cái này em chia sẻ với cả nhà là 500.000 em bao ship nha à, có một lá này thôi em bán 500.000 em bao ship tuy là hướng hai lá nhưng mà nó bị khô một lá đó cả nhà cho nên là coi như là cái hướng này mình xài được một lá thôi thì một lá thì nếu ví, ví, dụ như mà hướng hai lá em sẽ bán tầm một triệu nhưng mà hướng một lá này em sẽ bán là 500 trăm em bao ship đây cả nhà thấy không rẻ ra rất là ok nha em mới đã trồng ra rẻ rất ok em mới bán cho cả nhà nha đó mời cả nhà mình cùng chốt đơn cái hướng hát lai tướng đó tiếp theo em sẽ có một cái cây này cả nhà cây này là một cái cây nó đổi màu và rất rất nhiều anh chị thắc mắc là ừ nó đổi màu sao ý ơi thì em có một hướng rất là tiềm năng nó đã có một vết cắt rồi và có một mầm nè bên đây đang sưng mắt một mầm nữa cả nhà nha đó nó sưng mắt rồi nè cả nhà thấy cái vỏ lụa nó đã bể ra nó đã nứt ra không em có hướng 40 chung quận 2 mới đầu hoa nở thì nó sẽ là cái màu vàng như là em ghim lên màn hình góc trái cho cả nhà mình cùng tham khảo. Và vài ngày sau nó sẽ chuyển sang màu cam nha cả nhà, nó sẽ chuyển sang màu cam. Màu cam mình em sẽ ghim qua màn hình góc phải cho cả nhà mình cùng tham khảo. Em có một hướng như thế này 40 chung quận 2 hướng hai lá và đang chuẩn bị đi hai hướng luôn. Hướng này em sale nhanh cho anh chị nào ưu tiên dòng 40 và anh chị nào đặc biệt thích dòng 40. Thì anh chị mình có thể chơi cái cây 40 chung quận 2 này nha cả nhà ơi. Đang đi hai hướng nè Cái này em sale cho cả nhà là 1 triệu 250.000 Sale nhanh nha Tuy là hai hướng nhưng mà vẫn sale là 1 triệu 250.000 nè cả nhà một hướng cả nhà nha và bên đây một hướng nữa là hai hướng anh chị mình thích siêu tầm thì mời cả nhà mình cùng chốt nha 40 chung quận 2 rất là đẹp luôn sale 1 triệu 250.000 chốt đơn liền nha cả nhà đây, em vừa mới tách được một cái lá này để chia sẻ cho cả nhà. Có một cái lá sổ sọc, chia sẻ cho cả nhà. Em vừa mới cắt cái bụp luôn cả nhà. Mới cắt cái bụp, cái chát luôn nha, chưa khô mũ nữa. Lá này thì em dành cho những anh chị nào mà thích chơi sổ. Cái này thì nói chung là nó vẫn còn mắt nè cả nhà, thấy không? Hướng đầu. Mắt vẫn còn. Nè cả nhà thấy không? vẫn còn đầy đủ mắt em có một lá đầu và như anh chị mình đã hỏi em cũng đã giải thích rất là nhiều đây là một lá chớp sổ và dòng này là dòng chớp trắng nha cả nhà dòng này nó sẽ là dòng chớp trắng mà cái dòng chớp trắng thì tỷ lệ sổ đạt 90 phần trăm luôn cả nhà đó anh chị mình có thể chơi những cái dòng chớp sổ như thế này nha chớp trắng rõ ràng nha cả nhà ơi nè cả nhà thấy không đó một lá rất là to và siêu bự quay ngang cho cả nhà dễ thấy anh chị mình thích siêu tầm cái lá chớp sổ này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn hết rồi cả nhà hôm bữa là em có bán một hướng cho cái anh kia ở sóc trăng là là là, là lá này là lá cuối cùng luôn á là còn bao nhiêu là em nhân giống hẹn qua năm em sẽ chia sổ tiếp. Anh chị mình thích siêu tầm inbox em sẽ báo giá nha, giá cũng vừa túi thôi cả nhà chứ không nặng nề lắm đâu. Tiếp theo em có một cây 158 đổ ấn rất là đẹp luôn. Cây này là cây của một thầy giáo ở nhà đâu ta thầy này ở đâu ta Trà Vinh sổ ra. Em có một hướng chia sẻ cho cả nhà thì có một chậu 158 như thế này. Nói chung hàng này là hàng giống để cho cả nhà nhân giống cây này mà nói là cả để mình tìm được một cái size to thì thực chất thưa với cả nhà là không có đâu cả nhà. 158 đổ ấn này em chia sẻ cho cả nhà nguyên một chậu như thế này. Hai lá đầu nguyên zin, lá thứ ba có một nhát cắt nè cả nhà. Ừ, có nhát cắt. Lá thứ tư còn mắt nè. Cả nhà thấy không? Lá thứ tư vẫn còn mắt nè. Em zoom cho cả nhà thấy mắt vẫn còn tươi xanh đó coi như nguyên một chậu này thì cả nhà sẽ xài được tầm 3 lá tổng 5 lá cả nhà sẽ xài được 3 lá nhưng mà này hàng này hàng giống á, thì cả nhà lưu ý dùm em mình chốt về mình nhân giống thì rất là ok và đây là một cái cây mà hiện tại trên thị trường nói về dòng 158 nó là ít nhất luôn bởi vì cái cây thầy này sổ ra thì nói chung là sổ được rất là ít và nhân chia tách chiết từng người một mỗi người một lá một lá thì nói chung là mỗi người chỉ được một phần ít thôi cả nhà chứ không có nhiều cây này thì chiều cao của nó tầm 10 11 gan của em 18 xăng cây này thì tầm 17 hoặc là 16 xăng thôi cả nhà chiều cao nha đó em chia nguyên chậu như thế này Nói chung là nguyên chậu như thế này anh chị mình yêu thích em inbox em sẽ báo giá nha 158 đổ ấn một cái cây 158 rất là vip và rất là ít trên thị trường anh chị nào lướt Facebook thì chắc cũng ít thấy lắm tại vì ít có lắm cây này thì tầm 3 năm trước em có chia rất là nhiều nhưng mà vài năm đây thì không có nhiều nữa cả nhà nha 158 độ ấn tiếp theo lên cho cả nhà một cái lá 40 Lê Thị Riêng siêu đẹp đang bật mầm bật mầm rồi nè cả nhà đó bên đây bên đây là đang chuẩn bị bật một mầm nữa rất là đẹp luôn rễ ok la lắm và siêu to khổng lồ lá 40 Lê Thị Riêng này em chia sẻ với cả nhà là 850 ngàn em bao ship một cái cây rất nên chơi và rất nên đáng siêu tầm một cái dòng 40 luôn nha cả nhà nha siêu lực nói chung cây này thì cả nhà mua thì mình không thể nào mà mình so sánh với những cái cây mà ở em bán một lá sáu trăm rưỡi không thể nào luôn cả nhà một lá sáu trăm rưỡi thì nó rất là bé nếu mà như em thì em sẽ thêm 200 ngàn nữa để em sở hữu cái lá lực như thế này Rất là đẹp nha cả nhà 40 lê thị riêng siêu lực luôn Đây em lên cho cả nhà một cái mã quýt 2 Cây này thì nó cũng sẽ đổi màu đó cả nhà Cả nhà lưu ý kỹ giùm em Anh chị nào mà thích đổi màu thì thường thường nó sẽ lên vàng hoặc cam từ vàng qua cam hoặc là từ vàng qua đỏ có những cây vàng nó sẽ qua đỏ luôn nhưng mà cây này vàng nó sẽ qua cam nè cả nhà quýt hai và cả nhà để ý đi cái dòng quýt hai thì cây nào sổ ra cũng đẹp hết trơn và cái dòng quýt này là một cái dòng sổ xưa rồi nha cả nhà chứ không phải bây giờ mới có đâu bởi vì rất là nhiều anh chị hay thắc mắc thắc mắc em là những cái dòng là quýt hai nè hay là tê mấy tê mấy rồi là lâu hay là là mới đây và em xin thưa nó là những cái dòng sổ xưa rồi nhưng mà do những cái dòng đó gọi là rất là khó sổ được những cái cây đẹp luôn lâu lâu mới được một cây á cả nhà cho nên cả nhà thấy là ít khá là ít trên thị trường là cả nhà sẽ nghĩ rằng là nó 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 sẽ cái kiểu như là nó sẽ rất là ít đó đó quýt hai em chia hướng hai lá như thế này là một triệu rưỡi em bao ship anh chị mình thích siêu tầm mã quýt hai này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn nha quýt hai này hoa to tầm 16 sáu xăng nha cả nhà rồi video em sẽ làm tới đây thôi bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha chào tạm biệt cả nhà mình nha